Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là địa phận xã Xuyên Mộc, ngay gần với tỉnh lộ với quốc lộ 55, đi vào một chút chạy thẳng đường quốc lộ 55 luôn. Là ở đây là chạy thẳng ra là quốc lộ 55. Rồi giới thiệu quý vị cái lô đất này thì nó cũng giáp với lại thị trấn Bà Tô luôn. Thì đây là cái lô đất này của mình đây này. Là toàn bộ lô đất trống mình đây hả? Không, có 15 mét ở bên đây à. À ngang cái này bán hết luôn. Nếu mà bán là người ta bán hết luôn. À ngang anh cứ rao hết đi. Ngang 15 mét. Cái lô này là 715 mét vuông này. À, đất trồng cây hàng năm. Đâu làm gì có 715 mét vuông anh. Đâu. 15 mét vuông thôi. Hả? À, ngang 18 mét. Ngang 15 mét chứ, ngang 15 mét. Đây. Rồi. Ngang 15 mét. Đâu cái sổ của mình, của riêng mình biết không? Tức là của bạn ấy, em tên gì nhỉ? Em tên Hiền. Hiền ừ. Của Hiền là chỉ có 15 mét thôi. 15 mét là từ sát cái vách đúng không? Qua tới bên đây đo đúng 15 mét. Rồi, ok đây. Có 100 mét thổ cư. À có lên thổ cư rồi à? Có lên 100 mét. À rồi lên thổ cư rồi. 715 mét là đã lên thổ cư rồi quý vị nhá. Rồi đây. Đất đai thì rất là màu mỡ tươi xốp này. Rồi, đây. Đất đai. Đây đúng không? Từ mép của cái này đúng không? Ra đây là 15 mét đúng không? Chạy thẳng xuống dưới. Thẳng xuống tới, tới vườn nhãn kia. Đấy, xuống tận dưới kìa. Có 100 mét thổ cư. Có 100 mét thổ cư rồi. Cái này mình định bán giá bao nhiêu? 100 mét. 100 một mét ngang. Đúng rồi. Tính cho mét ngang. Mét ngang á, mét tới. Tức là tính gọi là tỷ rưỡi đúng không? Tỷ rưỡi. Tỷ rưỡi. Rồi lô này 1 tỷ rưỡi quý vị nhé. Và khu dân cư có 100 mét đất ở rồi. Ngay thị trấn Bà Tô luôn. Ngay trung tâm thương mại ở phía ngoài ở mặt tường quốc lộ 55 quý vị nhé. Thì sơ bộ với quý vị ấy, một lô đất ở đây như vậy. Chạy thẳng một cái là quốc lộ 55 vào đấy đến đây luôn chứ không có rẽ gì. Đường hiện hữu là đang là đường đất chuẩn bị trải nhựa. Rồi. Xin chào quý vị nhé, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.